ấy tu tình hay cần, bởi đời càng lúc càng gần chẳng xa. Tu hành việc quấy chừa ra, điều chân nên kiếm để mà làm xong. Hãy mau lóng sạch nơi lòng, mà chớ nên đeo đắm cõi hồng nữa chi. Dẫu rằng nghèo tung khốn nguy, cũng dình cho vẹn đạo nghi sạch trong. Của người dấu chất đầy đồng, lòng đừng sanh cấp mới mong chứng thành. Lời khuyên tuổi trẻ đầu xanh, chớ nên phong ý đắm danh lợi tình. Hạ quân đầy dây yêu tinh, xa vào ắt phải lụy mình chẳng không. Lời khuyên mở bác ấy lầm, hãy nên tập tánh khoan dung cho người. Ở đời đâu vẹn hết mười, trước tha người được sao rồi người tha. Tình hồn mới gặp thích ca, chánh chơn sao được thấy tòa thiên thai. Cuộc đời biến chuyện không hay, chớ đừng vội tưởng ngày nay yên nhàn. Lòng dân như ngọn đèn tàn, thôi đời khác thể cho tàn vô đương. Phản bay không sớm thì trưa, rã rời khắp mặt thất thưa đảo người. Chánh buồn những kẻ biến lười nói, mà chẳng chịu giữ rồi thân tâm. Nó nao thẳng đến rừng lâm, để xem cho biết quyền thâm rất màu. Ngày nay trên dưới gắn cầu, sau này mới được giao châu Phật tiên. Xưa kia đã có lành duyên, khiến nay sớm được cửa thiền chen chân. Nếu không trì vẹn đức ân, sao rồi phải chịu đọa thân muôn đời. Giảng cơ người đã hiểu rồi, lẽ nào không biết cuộc đời hạ quân. Dẫu rằng giàu tột muôn dân, gặp khi biến cải cũng thân trơ người. Bền chi đeo đắm ở đời, miếng lòng được biết tình hồi quý cao. Sự tu cần phải chùi lao, vẹn gìn cho kỹ ngày sau mới còn. Bổn tâm phải được sắc son, dầu cho lão lý chẳng mòn không phai. Cuộc đời càng lắm chuyện lai, lòng người càng phải miết mài thêm hơn. Khuyên nhau đạo lý chớ sờn, gọi người trong mộng máu cơn tình hồn. Tuy rằng rộng khắp kiền khôn,
đổi thay phúc chốc gia môn mịt mờ. Chừng ni không cửa mà rờ, biết đâu để chạy đến bờ giác linh. Khuyên ai hãy ráng tự tin, tin rồi tâm quyết biện dình chánh chân. Làm sao nhất khiêu sáng trưng, tâm hồn choi tỏ mới mừng thành công. Nếu còn lầm lẫn si ngông, thì là đạo sự chưa xong việc nào. Bốn phương khói lửa ồ ào, giữa mình cũng phải danh gào chờ khi. Nhược bằng để phú cho nguy, thương thân kia ác xiết chi tai nạn. Phật cho niệm Phật hơn vàng, người cho vàng lại hơn trang kể màu. Nên lòng mới chẳng cần âu, để xa sụp mãi trong câu lụa là. Lời kêu đồng đạo trẻ già, từ đây hai niệm Di Đà chớ rơi. Phật xưa nói đến tận đời, chỉ còn niệm Phật tuyệt vời hơn trên. Nếu người một mực giữ bền, mạng chung ắt được rước lên sen vàng. Cuộc đời càng thấy chưa an, lầm người lại phải sửa sáng cho thường. Nghèo thì đảm bát rau tương, để bòn hai chữ hiền lương cho nhiều. Giàu sang muốn được hồng siêu, hãy đem của ấy đổ điều lân hương. Ngày kia mới đến tòa chương, được xem thấy Phật khỏi đường trong gai. Những người có đức có tài, đem lời chân chánh chỉ bài kẻ ngu. Gặp ai hung bạo chưa tu, tùy phương dẫn dắt những câu hiền lành. Một khi người được tu hành, thời mình công đức đã sanh rất nhiều. Phật xưa chủ việc đổ điều, thí tiền thí pháp hoặc liều thí thân. Miệng sao rộng bùa việc nhân, làm điều đạo đức cho dân hưởng nhờ. Giúp người lòng chẳng lãng lơ, phước kia trả lại không ngờ bơ ai. Phật trời bùa khắp đông tây, nơi đâu cũng sẵn chực tay cứu người. Chỉ phiền cho khắp kẻ đời, say mê vật dục quên lời Phật tiên. Tưởng nằm măng cuộc trần duyên, là điều sung sướng hơn tiên lắm rồi. Đâu về danh lợi ấy mồi, để câu kẻ dài sao rồi giết đi. Bể trần nhiều việc
khổ nguy. Ai người tin xét còn chi mến trần, làm sao cho lợi muôn dân, làm sao cứu được quyền thân của mình, làm sao thoát nạn yêu tinh để gần được Phật đáng mình chân tu, làm sao khỏi ngút mây mù để tâm hồn sớm ngao du khắp cùng. Nhất là người phải trọn trung để đền ơn nước mới không hổ mài, với nên tượng Phật công dài để tu đền đáp ơn Ngài một phen. Khi lâm trong cảnh tối đen, nhờ Thầy được có ngọn đèn lưu ly, mỗi người nhắm đó mà đi mới học trọn vẹn đạo nghị hôm mai. Cũng là đáng kẻ theo Thầy biết lo đáp nghĩa ân Ngài dường non. Người tu ai cũng muốn còn, mà lòng kia chẳng sắc son một bề. Hôm mai phu sám trễ bê, mong gì tiếng Phật giữa kề bơ ai. Người tu trao sửa mỗi ngày, mà còn e chẳng liên đài được lên. Huống chi tâm nọ không bền, việc làm khi nhớ khi quên chẳng thường. Thì đâu thấy cảnh Tây Phương, chỉ mang theo cái oan ương phần nhiều. Nói tu chẳng giữ quy điều, bao giờ nghiệp chướng được tiêu bớ người. Thấy rằng dân chúng khắp nơi ham bài ca hát hơn lời sám kinh, lại thêm chè rượu linh đình mồi khi đám tiệc sát sanh dậy đầy. Luật răng đâu dạy làm vậy, không chừa sao hối việc đây muộn rồi. Sự tu thì cốt tình hồi, chớ đâu nhắm việc ngon mồi hời ai. Dẫu rằng đạm bạc bắp khoai, miệng làm chơn chánh vàng lai non bồng. Hơn mồi béo bở thôn nằm, sanh tâm quỷ quay hết mong được tồn. Lúc đầu sao lại bôn chôn, nay đành ngõ làng xác hồn khó trông. Mỗi khi dạng người đến đông, nhưng xem lại kẻ thật lòng ít ỏi, sau khi về những việc tội ít nay chịu bỏ cho rồi sạch tâm. Cũng tin Phật pháp quyền thâm, nhưng còn ngờ việc u ám chưa gần. Bởi người không thấy thánh thần, tưởng như làm quỷ riêng thân mình tường. Nào về khắp chốn cùng phương, Phật hay trời biết
lưới trường công bình. Ai người ăn ở hiền lành kiết thành, ủng hộ đất để thành tốt tươi. Những người giả dối lầm đời ác để thành khuấy nhiều lắm hồi trung chuyên. Dẫu người giàu lắm bát tiền ôm hoài khó mở xích xiền tội căn. Khuyên người tu phải cần năng, đừng cho quên việc Phật tăng bớ người. Việc tu hành chỗ tốt tươi, xưa nay ai cũng lắm lời ngợi khen. Người tu như kẻ cầm đèn đi, trong khoảng tối nhá nhiên không lầm. Không tu như rắn ôm nằm, sự nguy hiểm ấy đã sắm bên mình. Con đường Phật Pháp rộng thinh, phải suy nghĩ kỹ mới tin mới tường. Cuộc đời lão nàng phi thường, để chờ biến cuộc tan thương một ngày. Mọi mâm trên dưới gáy trai, đường tu hãy giữ chớ sai phúc nào. Ngày kia mới được quy cao, khỏi xa địa ngục không vào thiết lung. Một sự hiếu hay sự trung, lòng kia nên giữ cho sống với lòng. Dẫu rằng gặp cảnh lòng đông, nghĩ do quả trước chưa xong mới vậy. Nên tâm kiên quyết theo Thầy, đợi chờ hội hiệp trong ngày hoàng ca. Đạo đồng sáu phút về nhà, nhớ lời khuyên kỹ đây mà trao tâm. Tiếng đàn di hưởng lối âm, đem ra phổ biến khắp trần tình tu. Lòng được tình dưỡng trăng thu, sắc kia xanh biết khác đâu non tầm. Già như núi tâm như đồng, dầu ai lai chuyện cũng không nghiêng nhào. Trước một sắc nay một màu, dẫu cho rìu búa đưa vào chẳng phai. Tâm như một trí không hay, buồn đi tới chốn dễ lai chuyến nào. Thương dân chung mến đồng bào, đem câu quyền bi cùng trao mây chiều. Muốn kẻ phước mong người siêu, đường tu đây mới lắm điều nhắn nhe. Tới biển rộng lánh hang khe, mở câu quyền bi nhắc nghe mọi người. Còn thấy khóc chưa được cười, nên lời giảng giải đôi nơi chẳng cùng. Ít người thiện nhiều kẻ hung, cho nên khuyên nhủ với lòng chưa nguôi. Lắm kẻ bạc nhiều người vôi, nên đành phải chịu lắm hồi đảo điên. Trên đường khổ hải buồn duyên, mấy ai chịu kiếm thần tiên dắt dìu. Thank you.
chỉ lo ích kỷ phần nhiều, hoặc bài soi móc thêm điều rẻ chia. Tình đời càng lúc càng lìa, rút ra cốt nhục đâu kìa rầm tiếng. Đây chẳng xò cũng không xiên, quá thương nên gọi bởi duyên mới bài. Đường tuy thậm chí cũng dài, đôi đàn xó lấy đâu này không nguy. Có lao lý niệm a di trừ qua cấn lại nạn chi không còn. Tuy mưa xôi tâm không mòn, ngày sau ắt được sống còn viễn miên. Sống trong tục được gặp tiên, ác mình có thỏa xích xiền khỏi thân. Hỡi này chúng kìa bớ dân, từ đây khuyên hãy tự thân giữ gìn. Dẫu rằng lụy hại đến mình, với lòng cũng vẫn khắng tình Phật tiên. Đây vì thương đó mới khuyên, chớ đâu dối gạt mà phiền chẳng trao. Lời khuyên tâm nào khổ lao, người nghe cũng phải chế vào ít phân. Nỡ nào đứng dậy quầy chân, ngơ tai ngát mặt không cần nhớ nghe. Thấy cuộc thế mộng tờ the, nên đây khuyên nhủ không nghe tại người. Chỉ vì có giả yêu đời, quyết đem thân xác cho người đỡ chân. Thuyền tự buồm cánh bơn tân, hẳn lo làm một quệ dân cùng đời. Chưa thuận nước thuyền không dời, khi dời dân chung hút đời khó trông. Nay còn yên chẳng tính lầm đời, khi rối loạn chợt mong khó gần. Muốn gặp Chúa phải yêu dân, dân là của Chúa hãy cần đỡ nâng. Muốn gần Phật phải thi ân sanh chúng là phần Phật ngôn. Lời khuyên khắp cả hương thôn, từ đây xin hãy tâm hồn sửa trao. Nghĩ mà buồn tuổi cho nhau, vẫn thầy ai cũng rạc rào trong tâm. Lắm khi khó đứng khôn nằm, lệ dòng ngắn lại khóc ý thầm ai hay. Ước chi không cuộc nàng tay, thì đâu có chuyện đông tây đôi đàn. Ước chi yên dựng con thoàn, thì nào đâu có lỡ làng sự tu. Nghĩ mà nao nức đêm thu, vẫn cầu trên trước trúc bầu phúc linh. Khiến cho trên dưới đậm tình, một câu đạo đức trao mình sớm hơn. Rách chia ao đói chia cơm, làm gì đến đổi quà đốm bên mình. Khôn chỉ bảo dạy nghe lành, làm gì đến đổi tan tành rẻ chia.
thương nhau phân biệt mọi bề, nghe không tự ý chẳng hề tiếc chi. Sự đời càng mãi khốn nguy thì điều đạo đức càng đi phô bày. Lòng chưa tỉnh dạ còn say, lấy câu quyền diệu hôm mai tỏ lòng. Ai ôi dình phận chỗ xong, từ đây sự thế hẳn không được bình. Chừng nào nghe tiếng tam thinh, có đài châu bao mới ninh mới hòa. Bây giờ khắp cả muôn nhà sông, trong giấc mộng dễ mà tự do. Chỉ e gặp lúc gai go, thuyền kia không lái khó cho trở mình. Như khuyên ai hãy sửa tình, cho rồi mới được công thành danh nêu. Đây không dệt cũng không theo, những lời chân thật là điều Phật tiên. Muốn sao kết chặt một viền, để ngừa khỏi cuộc đau điên sau này. Đạo động ơi nghĩ đức thầy, rồi mình dẫu lắm đắng cay chẳng rời. Mình có khổ cũng yên nơi, còn thầy kia phải chân trời xa xăm. Thân không dừng chẳng yên tâm, mãi lòng lo liệu âm thầm cho dân. Xuống dương thế cốt bản ân, ân kia chưa mạng mà thân xa mù. Trước đêm đạo khuyến người tu, sao đền việc nước rửa thù tổ tiên. Ân ấy tròn mới lành duyên, rồi sao nhà Phật cửa tiên được về. Nhưng sầu nhiều cuộc u ê, lòng người còn mãi say mê cảnh đời. Chỉ ích kỷ quên Phật trời, lo bề vật dục bỏ lời thầy xưa. Từ đây khuyên hãy ráng chừa, những điều dối trá sớm trưa chớ gần. Làm sao năm cửa của thân, mở ra được một chào mừng Phật tiên. Nếu còn đeo đắm nợ duyên, chẳng làm sao khỏi xích xiền trói thân. Phật bác ngay thành yêu dân, người luôn nói lấy mà cân trong lòng. Lời khuyên người phải gìn sống, khi sống mới được non bồng tới nơi. Thoảng lắc lèo giữa bể khơi, sao không chèn nhét muốn xoay cho chìm. Ức chi nữa phải thù hềm, hãy nên suy nghiệm cổ kim thì tường. Xưa mạc trụ lúc đời thương, biết bao rối loạn nhiễu nhương thế trần. Trên bất chanh dưới loạn thần, để gây khổ ách thì muôn dân nào nề. Nay đang mê chóa tục quê, đời sao lâm lụy muốn về khó thay.
Từ đây khuyên giữ lầm ngay, kèm chớ khỏi phạm những bài cấm răng. Tu mà khuya sớm cần nắng, mới đoạn có thuở phi đằng cõi không. Đôi lời khuyên nhủ đạo đồng, hãy nên ghi chạm mới không hổ mình. Tu thời linh giữ làm lành, đó lời thầy dạy phấn mình phải trao. Lời khuyên tóm lược trước sau, một câu chân chánh người mau sửa mình, đến đây đã dứt lời lành. Đạo đồng lớn nhỏ chí thành, lui chân. Xin chào tất cả đồng đạo. Đức Lão Tử có nói lời rằng: mảnh gương sáng bụi không lao, tấm lòng trong khó ai đem việc tà. Cứ như thế, đối với người đã rèn luyện đức tin cứng cỏi, tâm trí trong sạch, lúc nào cũng quyết định thực hành đúng sở nguyện, thì dẫu gặp hoàn cảnh trái nghịch, tình đời thử thách, cũng không làm cho tâm hồn bị lay chuyển, thối khuất được. Xưa nay đã có biết bao người được liễu sanh thoát tử, đắc quả công thành, chói chang mảnh gương siêu phàm nhập thánh. Có thể nói toàn là nhờ ở lòng dũng mãnh tinh tấn, trước sau cũng một chí nguyện cao khiết mà hành đạo mới nên. Tâm tánh vững như thành đồng vách sắt, xô không ngã, lai không động. Đối với mọi thị dục ở đời xem lại như nước miếng, còn việc đạo đức từ bi lòng vẫn khao khát như đường sữa, cho nên không giờ phút nào để ngớt lòng trao trĩa công đức. Xét theo đây, chúng ta hãy tự giữ gìn bổn phận theo đúng một nhà có đạo đức, và phải chuyên tâm trì ý làm các việc chân chánh từ thiện. Việc làm này chúng ta hãy nói liền như sợi xích, và tưởng như ơn trên chư Phật thần đã hiểu thấu mà gia hộ cho mình, chóng mau thành tựu công đức viên mãn. Vả lại, mỗi việc làm của ta đều tưởng ơn trên hiểu thấu, thì không hề dám để cho mình lỗi lầm dối mị, vì nó là một nhân nghiệp đau khổ của ngày kia. Thưa đồng đạo, theo tôi chỉ khuyên mỗi người muốn cho đến diệu quả thì phải cần có tín nguyện sâu thiết. Dù muốn kiến diện Phật Vương, gặp gỡ Đức Thầy hoặc đến hội Long Hoa mà thiếu tín nguyện, thì ắt mười phần không thể gặp được một. Tín là lòng tin chắc chắn, nguyện là ý muốn thiết tha. Như tin ở hướng Tây có thế giới cực lạc mà lòng nguyện vãng sanh về đó, hầu thoát dòng sanh tử, rảnh kiếp trầm luân, sau đó phương tiện tu chứng đến mức viên dung phước huệ, rồi ứng thân trong các loài để cứu độ cho chúng đồng được giải thoát. Đã có nhiều người vì không thiết đến chữ tín mới sanh lòng bội phản lời cầu nguyện quy y và các giáo điều thầy tổ, mà chẳng vui bồi bộ công đức tu dưỡng trí huệ, vì không có sở nguyện mới vui say ngũ dục lục trần, chẳng màng kiếp sống phù du giống chùm gợi, tưởng cho mọi việc công danh phú quý tình ái lợi quyền của đời được bền bỉ chắc chắn, mà nhắm mắt theo đuổi cạnh tranh gây ra tội lỗi. Thậm chí có nhiều người mặt hóc mình gầy, đầu bạc da nhăn, sự chết không còn bao lâu nữa mà cũng chưa chịu quầy đầu thức tỉnh cầu đạo quyền thâm cao diệu để tu hành cho được giải thoát. Nghĩ ra
cũng lấy làm thương hại. Thưa đồng đạo, thời kỳ này các vị tiên Phật lâm phàm về phương diện cứu độ khác hơn thời kỳ trước, vì chúng sanh căn khí hẹp hòi, nghiệp dày huệ ít, nên các ngài phải tùy nghi giảng giáo những pháp môn trung đạo cho vừa với trình độ của chúng sanh, hầu khiến cho họ dễ nhận thức và thực hành. Ngoài ra, các ngài có sứ mạng hộ trì tiếp dẫn số người lương thiện chân chánh, đức hạnh trung trinh nhất, những kẻ có lòng vị tha bác ái được đưa về thính pháp nơi hội Long Hoa, hoặc tồn tại đến ngày Thượng Nguyên. Đến đó chúng sanh được an vui, không còn đau khổ, và tuyệt nhiên không việc thù hằn giết hại lẫn nhau, gây mối thảm kịch trong xã hội. Các vị ấy Đức Ngọc Đế sắp đặt xong, hiện giờ nơi nào cũng có, để chờ đợi thời cơ thuận tiện trổ mặt giúp đời. Nhưng trong lúc chờ đợi, các vị không hề xưng hô danh hiệu cho ai biết, với mỹ ý muốn tránh sự nghi ngờ hoặc ỷ lại của hạng kém cơ duyên. Như vậy, buổi hạ nguyên này là thời kỳ chót, sự dạy dỗ của chư vị Phật tiên rất dễ nghe, dễ hiểu, có thể làm được nếu người có chút suy nghĩ kỹ lưỡng, thì lòng rất vui mừng mà làm theo không mãi nào nghi ngờ sợ sệt. Và tưởng cho sự tu cũng như người muốn có lúa vào bồ thì phải lựa giống mở đất mà cài xạ, rồi thường ngày bón phân nhổ cỏ, đến mùa màng bông trái sum mậu gặt hái đem về chứa đầy kho lỏng, thì năm tới khỏi lo thiếu hụt đói khát. Đối với đạo đức, lòng mình cũng chăm nom săn sóc thường bữa như thế, thì sớm muộn gì đạo quả cũng kiên thành. Trái lại, người học đạo mà chẳng kiên chí làm theo lẽ chân chánh thì chẳng khác nào người trọng bệnh mà không chịu uống thuốc. Giả chăng sự tu ngoài việc tự cứu lấy mình còn có bổn phận lo cứu người khác, như tổ tiên cha mẹ, dòng dõi quyến thuộc và cả quần sanh, nhược bằng đạo hạnh của ta bị thối chuyển sa đọa thì không làm cho tổ tiên cha mẹ ta được siêu thăng, đó là ta đã làm việc bất hiếu. Bởi thế cho nên giờ phút nào ta cũng cố gắng dồi mài trí huệ, rèn luyện công phu, tô điểm đức hạnh và thi thiết mọi việc làm cho kẻ khác nhờ nhõi mà lòng không chán ngán. Đồng thời, những công đức ấy đem hồi hướng cho tổ tiên cha mẹ, được nương đó mà giảng sanh cực lạc, thoát nghiệp mê si. Như thế là ta làm xong chữ hiếu một cách viên mãn. Hỡi đồng đạo, Đức Thầy chúng ta vân mạng Đức Ngọc Đế và Như Lai xuống trần mở đạo cứu dân. Trong sự vắng mặt của Ngài cũng do thiên định, chừng khi vận hạn đã qua, chắc chắn Đức Thầy trở lại, dìu dắt chúng ta đến bờ bến giải thoát. Như thế mới làm xong bổn phận của ơn trên đã giao phó kỳ chót. Nghĩ thế, chúng ta không nên mơ hồ giải đãi sự tu, hãy mạnh mẽ tiến tới mức trọn lành để gặp Đức Thầy trong ngày trở gót. Chúng ta không nên lầm tưởng rằng việc của ta làm kín đáo Đức Thầy không biết, mà không nể sợ để chừa bỏ. Đức Thầy đã quán thông vạn vật, tiên đoán thời cơ, Ngài có thể hiểu hết ý niệm của mọi người, thì có điều nào chúng ta làm mà Ngài không thấu đáo? Đức Thầy tỏ cho ta biết chỗ Đức Thầy hiểu rằng: cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Và cổ nhân có câu: nhân gian tư ngữ thiên văn như lôi, ám thất khuy tâm thần mục như điển. Có nghĩa lời nói riêng của nhân gian trời nghe như sấm nổ. Lòng tính quấy trong nhà
kính mắt thần xem như điển chớp. Cứ như thế, việc làm của chúng ta ngoài sự thấu đáo của Đức Thầy còn có chỗ khám xét của Thần Thánh nữa. Nên ta phải hết lòng cung kính, nể sợ, không dám để sơ suất quấy phạm một điều nào của Ngài đã dạy bảo. Thêm nữa, muốn chống lại làn sóng vật dục hiện kiên cũng như đủ sức đến mức thành đạo, chúng ta hãy âm thầm đào luyện thân mình được nhẹ nhàng, tâm trí sáng suốt, lời lẽ dịu ngọt, không để lầm lẫn mãi mãi, hầu có làm gương cho nhau, dìu dẫn nhau được hăng hái trên bước tu hành cho đến ngày tái ngộ chân sư, bái yết kim thượng và dự long hoa. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về 8 điều quan niệm để tăng gia đức tin và so sánh chỗ thắng liệt của cõi thiên đường và cực lạc, cho chúng ta cương quyết chọn lấy một nẻo mà đi tới. 8 điều quan niệm ấy là: 1. Quan niệm Đức Phật thân tướng đoan nghiêm, công đức viên mãn, trí huệ quảng đại, lòng từ bi bác ái rộng sâu, to lớn trùm khắp các loài, sự cứu vớt chúng sanh vô lượng vô biên, không lường tính được. Phật Ngài lúc nào cũng để mắt tìm kiếm con lành, đưa tay kim cang rước về cõi tịnh. Cho nên lòng ta đặt hết đức tin vào sự cứu độ của Ngài, không một khắc lãng quên. 2. Quán niệm giáo pháp của Phật, nghĩa lý uyên thâm, ngôn từ mầu nhiệm, trên thì độ được các bậc thượng trí, dưới thì cứu được những hạng hạ ngu. Pháp ấy ví như thuyền bè, đèn đuốc, thuốc hay, suốt khắp cổ kim có vô lượng chúng sanh nhờ nương nơi đó mà được khỏi bến mê tân, lánh rồi hắc ám, khỏi bệnh mê si, chứng đến viên giác bồ đề. Cho nên ta phải mượn đó mà tiến lên đạo phẩm cao siêu. 3. Quan niệm các vị thánh tăng trước kia cũng chúng sanh, nhờ nương giáo pháp của Phật và nhiệt tâm hành đạo, dũng mãnh tinh tấn tu, không nhiễm hồng trần, lánh xa vật dục, mà được chứng đến bậc đẳng giác, thoát cuộc trầm luân. Cho nên ta hết lòng soi lấy mảnh gương thoát tục của các ngài, và nhờ các ngài là bậc hướng đạo của ta, để ta nương theo tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Đức Thầy của chúng ta là một trong số các vị ấy. 4. Quán niệm luật giới, thấy rằng luật giới là mức thước của tất cả đạo giáo, và nhân giới mà sanh định, nhân định mới phát huệ. Các vị tu hành phải nương theo đó mà hạnh nguyện được tinh nghiêm, thân khẩu ý không hoạt loạn. Cho nên ta phải hết lòng trì nghi giới luật để tránh những lỗi lầm. 5. Quán niệm việc xả thí, thấy rằng nếu muốn giải thoát mà không rứt được lòng ái dục, tánh ích kỷ thì không sao đắc kỳ sở nguyện được. Hơn nữa, ngàn xưa đã biết bao vị nhờ lòng xả thí rốt ráo mà được chứng quả viên mãn, như trường hợp của Đức Thích Ca chẳng hạn. Cho nên ta vừa phải nghiêm thủ giới luật, vừa xả thí rốt ráo, cho đến không còn thấy một lỗi mọn nào ở sáu căn, thì chắc chắn ngày kia ta sẽ được vui thấy ơn trên Đức Phật hiện thân tiếp rước ta về cõi vô sanh. 6. Quan niệm cõi thiên đường, tuy cõi này được thọ trường và khoái lạc hơn cõi nhân gian, song đến khi phước hết cũng trở lại luân hồi sanh tử. Cho nên ta nguyện cầu sanh về cõi cực lạc của Đức Phật Di Đà, được hưởng liên hoa hóa thân, không còn mắc vòng sanh diệt thống khổ. Và nhờ có sự trợ duyên của Đức Di Đà, khiến ta tinh tấn tu học đến chỗ toàn giác toàn minh,
để phương tiện trở lại hồng trần cứu vớt chúng sanh được giải khổ. 7. Quán niệm hơi thở ra vào, thấy rằng nó mỏng mảnh như tơ hào, rất dễ đứt mất. Khi hơi thở đứt đi thì thân này đâu còn cử động, miệng đâu còn nói năng, mắt tai đâu còn nghe biết, và đầu óc hết mưu tính nọ kia. Cho nên trong lúc bình nhật, ta phải gắng sức bồi bổ phước duyên, tô điểm đạo hạnh, tạo tác công đức. Trong thì chẳng giấy điều tà, ngoài chẳng gây việc ác, khiến cho thân tâm thanh tịnh, hầu chứng quả niết bàn. 8. Quán niệm cái chết, thấy rằng chân thân của ta không chết, nhưng chỉ phải bỏ xác, vì xác này do bốn chất đất nước gió lửa hợp thành và rất thúi hôi dơ bẩn. Khi thần thức ra khỏi xác thân lần lượt sình lên cho đến tan rã ra bùn đất, cho nên ta không quyến luyến nó nhưng không hủy hoại, hãy mượn nó làm cầu kỳ xe cộ dẫn ta đến cõi bờ bến bên kia. Vả lại, chân thân của ta không chết nên đứng trước nguy hiểm khổ nạn, đâu làm cho ta rủng chí ngã lòng mà thối chuyển việc làm lợi lạc công ích cho cả quần sanh. Tóm tắt, tám điều quán niệm này, kẻ muốn tu hành mà không dùng đến nó hoặc làm ngược lại thì chẳng khác nào nấu giống mà đem gieo thì không bao giờ được lên cây trái. Trái lại, người dũng nó một cách thiết tha thì như lúa dải mà gặp mưa dào đến khiến cho nảy nở sum xê. Nghĩa là mỗi người cứ tuần tự quán niệm theo tám điều này thì đạo hạnh viên dung ngộ nhập Phật lý, siêu thoát mê cuồng mà thẳng đến ngôi chánh giác, nhất là hiện thế được làm xong bổn phận một tín đồ của Đức Thầy đã dày công quá độ. Thưa đồng đạo, kể từ đây, mặc dầu phải gặp nhiều thử thách chua cay, nhưng lòng của chúng ta nguyện không khờn mẻ, chỉ lấy mắt quan sát cõi đời hạ nguyên đầy việc nhấp nhơ, và không bền bỉ mà lòng chẳng để ngoại cảnh cuốn lôi. Lại nữa, mỗi người của chúng ta luôn luôn tự thấy nơi mình nghiệp trước còn dày, duyên lành rất mỏng, mà lấy làm hổ thẹn khủng khiếp, lo bồi dưỡng thiện căn hầu có mai sau nên nhà Phật tử. Vả lại, thà rằng chúng ta không được đọc trang thiên cơ đạo lý, dầu ta có làm điều tội lỗi sai phạm ơn trên cũng còn dung thứ, vì kể cho ta là một người mù. Trái lại, chúng ta được có đấng bề trên chỉ dạy tin tất mà lòng ta không chịu gắng sức làm theo, trở lại nghi hoặc lẽ quyền cơ mà đem lòng ngạo dối, thì ngày kia tránh sao cho khỏi cực hình của các nghiệp quan đưa lại. Hơn nữa, nếu chúng ta sa đọa thì sẽ gây nỗi khổ lụy cho tổ tiên cha mẹ, đó là tội đại bất hiếu. Bởi thế cho nên ta phải nỗ lực làm hết mọi việc lành để đáp tạ trọng ân của người mà ta đã thọ. Khi sống nên toan kêu trễ trang Phật đường thấm thầm và đừng than. Đạo màu miễn được dình xong phần, phúc chót đưa thân đến hồi hàng. Hỏi hàng chờ chực kẻ hiền lương, hãy dẹp sống đi những thói thường. Hôm sớm nói đàn tiên lần Phật,
trao dồi hạnh nết chói như gương. Đồng đạo phải tự mình tu sửa, tự mình tỏ ngộ, không nên ỷ lại vào đâu mà bỏ tánh mình. Trong lúc sơ cơ phải theo dõi gót của Phật tiên được tầm qua bến giác. Trong khoảng lập đời lắm khổ lao, chọn rành hay giả của vàng thao, non thần chực rước người trung nghĩa, trên dưới nên toan một sách màu. Đời đã mòn, cuộc vô bể chẳng còn xa. Xét lại kiếp sống của nhân sanh như chỉ mình treo gỗ súc, phải gắn chừa tội lỗi nên làm hết phước nhân mới cứu được thân mình và đền ơn cửu quyền thất tổ. Giờ chốt ân trên bùa khắp cùng dòng vàng chư Phật vừa không trung, réo kêu sanh chung về ngôi vị, khỏi dân gấm xiềng chôn thiết lung. Lòng của chư Phật thương xót mọi loài, như tình mẹ thương con khi xa hố thẳm lo tìm đủ cách để cứu khỏi nguy nghèo. Mọi loài hãy tưởng Phật như kẻ đói thèm cơm, không giờ khắc nào quên kiếp tìm nhắc nhở. Có thế luân hồi không bận kiếp, sanh tử chẳng đeo thân, ngài thiện chung hưởng cảnh nhàn quán nơi miền Phật cảnh. Chư Phật hằng xa nói chẳng cùng, nỗi phiền sanh chung cứ làm không. Mắt kia như quán nào trông thấy, đợi phúc tan hồn mới sợ lung. Ngài biến chuyển tới đây, quả đất biến hình, toàn cầu chuyển động. Sự giết chóc giữa người lẫn ác thú yêu tinh khiến máu thành sông, thay chồng tợ núi. Lòng từ bi của chư Phật trong vào cảnh ấy, hộp lụy chưa chan, mới đồng nhau ra sức cứu độ con hiền thoát cơn bão táp. Đến đó mới thấy diệu quyền của Phật tiên, biết bao đuốc sáng, biết bao thuyền dập diều rước khách về an lạc, khỏi nẻo bão bùng hết đào điên. Vậy mỗi người ráng luyện tâm tánh mình trong sạch, ngài chung quy mới được hưởng quả bồ đề. Trái lại cứ tạo việc bẩn nhơ ô mị, đến khi lâm hoạn khổ thì không lời trách móc được ai. Nào ố nào diều
mổ xác thay, lại thêm ác thu cả muôn bầy. Xé sâu nhân loại vô phương kể, đến đó cho ta rêu đức thầy. Đợi nước đến trôn mới nhảy thì khó thoát nạn tai, chờ gặp việc hải hùng mới vang lên trời Phật, hẳn không được sự cứu hộ mãi mãi. Thêm nữa, đó cũng như kẻ chờ đói rủ rượi mới đi cài xạ, thì việc làm chưa kết quả thì số kiếp đã tận rồi. Cho nên ta phải thành tâm học đạo, thật ý tu thân mới thoát khỏi kiếp trầm luân đọa lạc vào loài cây đá côn trùng, chịu ngàn đời muôn kiếp khó trở lại cõi nhân thiên. Như thế bao giờ biết tình tu? Hàm giam hồn xác chung lao tù, làm bùn làm đất làm cây đá, trở trọi giữa trời vàng kiếp thu. Thưa đồng đạo, mục giảng hôm nay ngoài tám điều quán niệm còn thêm những lời luận xét sự thăng trầm vui khổ giữa đạo với đời, khiến cho mọi người tự tiện chọn lấy con đường sáng sủa thơm tho để làm rạng danh đẹp ý tổ thầy và cha mẹ. Đồng đạo từ đây hãy gắng công vừa tu vừa cứu, cứu non sông mới là công đức toàn hai việc, sao rốt sáng gương giống lạc hầm. Đường đạo pháp sĩ thanh nhắc nhở, nẻo diệu quyền tiên Phật hộ trì. Hỡi ba gia nhờ đức từ bi, nài sanh chúng tướng nghì quán cừu, được phúc mi hành khiến nhau đoàn tụ, nhờ thiện duyên kết cấu mọi người. Phải thật tâm rèn việc tốt tươi, nên gắng chí làm điều trong sạch. Sự trừng phạt ơn trên thử thách, chỗ tay nguy thế giới lắm điều. Xét kỳ càng gán ruột chính chiều, suy cặn kẻ phổi tim tan nát. Đã trông thấy triều muôn thi xác, còn tưởng chừng vạn ức khổ nạn. Biến cõi trần giường thế rừng quan, khiến nhiều kẻ sanh lầm ác thu. Biết bao thuở quay về cảnh cũ, hậu mừng khi gặp được Phật trời. Khỏi trầm luân lánh cuộc bể đời, xa biển khổ ly rồi tai ách.
Sự tu tân chỉ bài đủ cách, lẽ thiệt hơn phân biệt mọi điều. Hãy tự mình phu sáng mai chiều, và nên xử phận chánh chân hôm sớm. Cõi trần thế như đèn do chống, đứa hung hăng tở đám sương mờ. Cánh hồng giang chi xiết ngần ngơ, cỡ tận diệt muốn điều sầu khổ. Mặc thế tục đem lòng ấy ô, việc Phật tiên một mực cứu trần. Đã thấy nhiều thêm chỉ đại nhân, đâu chưa chấp những lời cay đắng. Trị lục tự mọi bệ siêu thắng, đeo tam bành lắm mấy cuộc lao lung. Hẹn Phật tiên đi đến ngày cùng, cầu sống sót coi đời xem hồi. Mỗi người quyết lánh chừa tội lỗi, thì Phật tiên đâu chẳng dắt dìu. Bằng sớm hôm làm ngược luật điều, dầu gian dãi cũng không hiểu hòa. Tuy thần Phật lâm điều tao nhã, nhưng luật hình đâu chút dị tư. Nếu hành sai hay chữ thiện từ, chừng phút chót gặp điều hung thàm. Nhân sanh lọt trong dòng hắc ám, gầm lại buồn đâu dám vui sai. Biết tình tâm cầu đạo Như Lai, được giải thoát mới là thanh nhàn. Nên nhớ kỹ kiếp đời mạt hà, không bao lâu đến lúc tiêu điều. Tâm tánh kia chẳng sửa mai chiều, đời tai khổ đến rồi khó hôi. Mong ai ráng bệnh lòng đi tới, gặp chồng gái chớ có nào nằm. Miệng cho mình đạo hành dình xong, dầu bỏ xác cũng là thỏa chi. Miệng ngày kia liên đại tỏa vị, được ơn trên thao diện phép màu. Ấy nhàn vui hơn cõi mộng sầu, thêm tâm tổ hướng nhiều vinh hiền. Hỡi đồng đạo lòng nên trao luyện, từ nói năng cho đến hành vi. Phải nhiều lần xem xét nghĩ suy, nếu chân chánh thì nên thi thô. Bằng việc có ân điều quen ô, hoặc lỗi lầm mà phải tránh cho rồi. Nếu lỡ làm những việc bãi tội, mau sám hối nguyện chừa không phàm.
Phật tiên đã đầy lòng bi cảm, thường dung tha kẻ lỗi biết chừa. Vậy mỗi người hoặc sớm hay trưa, hãy tự xét mỗi ngày ít bằng. Chưa được tội mới rồi xâm phần, làm thêm lành qua vị sẽ cao. Còn sự tu cứ miệng nói rào, lòng chẳng xưa ngày sau đại khổ. Kẻ giả dối xa tay hầm hổ, người thật thà gặp đấng Phật tiên. Đợi mong rồi hơi bớ trần duyên, đạo siêu thầm ở người thân mến. Nên suy nghiệm rồi hành cho đến, gặp nhân ông mới rõ thâm quyền. Đừng tưởng rằng làm Phật làm tiên, niệm vài tiếng Nam Mô là đủ. Ít phước đức thân kia phải rủ, giường cỏ hoa không nước thiếu phân. Trao nhiều lần gặp được Phật thần, này như xuôi nước lại buồm thuận gió. Lời khuyên nhủ khắp trong lớn nhỏ, kể từ nay trao gấp phần mình. Nhờ đức thầy đã lắm hy sinh, quyết cứu thế không nài lao khổ. Ta muốn được đức thầy cứu độ, thời ở nhà bốn phần cho tròn. Phải gìn sống nghĩa vụ tôi con, thêm cứ xử cho rồi nhân nghĩa. Trong tâm trí vẫn thường trao trĩa, lướt gai châm sành soi trên đời. Để tìm về cõi Phật cõi trời, đặng an dưỡng không mấy ngày sanh từ. Nay cuộc thế dậy đầy hung dữ, ngày tận đời chết chóc phải nhiều. Người thiện lương chắc được hồn siêu, hoặc sống sót hưởng điều báo làng. Lời khuyên nhắc mỗi người để già, tiếng kêu gào ai phải gìn lầm. Cố rèn cho trí tưởng được trong, đến khi nói hay làm cũng thế. Nếu kiếp chót để cho bê trễ, muôn đời sao khó nổi tu hành. E thân còn lộn kiếp súc sanh, hoặc cây đá vô hồi trầm trề. Xưa trưởng phước nay sanh nhân thể, ấy là cơ chứng quả Phật thần. Vậy mỗi người ráng đúc bốn ân, thêm gắn bó gìn sống thập thiền. Tuy trời Phật minh mông cao viễn, việc thế gian một mãi cũng tường.
cả chúng sanh tự xét cho thường. Đừng dối trá thần tiên mà tôi, phải gắng sức đừng cho phạm tội, nên tận tu để được giải sầu. Chừng khai thông tâm trí mới màu, còn mê tôi ấy là nghiệp khổ. Gặp gió lớn chim muôn khó đổ, khi mưa già hoa nhụy ra rời, thấy trong trần vui mị hơi ôi. Nhìn cửa đảo vắng người buồn bã, tiên Phật cũng vì thương tất cả, mới ra vào nơi cõi ta bà. Quyết cứu người khỏi nạn tinh mang, mong độ thế dứt đường sanh tử. Khi gặp phải lợi quyền đem nhữ, lòng mỗi người tự nhớ Phật trời. Để quên đi chớ già đua bơi, già chừa hẳn không lầm đeo đâm. Việc đời chẳng khác người thở nhuộm, nếu nhuộm thường tay nọ phải thâm. Niệm Nam Mô cứ mãi trì tâm, thời đà Phật tất nhiên hiện tới. Tu giả dối quỷ ma chờ đời, chớ Phật tiên không thể gần mình. Vậy mỗi người hãy kha giữ gìn, đừng bể trễ thân sao phải đọa. Sự tu tỉnh khuyên nên chặt già, điều bất lương hại kha tránh mau. Coi việc lành hơn sự sang giàu, tưởng đức Phật hơn người phàm tục. Có thế mới không tâm hì hục, nhờ đó mà chẳng vướng bụi đời. Để cho lòng sung sướng theo người, tưởng nhớ mãi hằng giống thần thanh. Khuyên hãy ráng miệt mài tâm tanh, gọi nên cần tu sửa đức ân, hội rầm mây thế giới hậu gần. Xin lớn nhỏ chớ nên lần lừa, trao luyện phải mỗi giờ mỗi bữa. Sửa sang cho từ phút từ ngày, dầu cho thân gặp lắm trong gai, khả tưởng đó Phật ngài xả hoàng. Bởi nghiệp trước của mình gây hoàng, nên ngày nay mới chịu khổ sầu. Vui trả rồi sao giữa long lâu, con bận mãi bao giờ thoát kiếp. Lại vui tưởng cho mình gặp dịp, có Phật trời khai sáng đạo màu. Nếu thiệt tâm hành đạo từ câu, giờ phúc chót ơn trên cứu hồ, sau sẽ hưởng an vui khỏi khổ. Còn bây giờ phải chịu liêu điêu.
hỡi đồng đạo tâm những mây chiều, cần trước phải giữ đường chân chánh. Hễ mỗi người dòng sanh tà tánh, chữ A Di niệm trấn mau liền. Và nghĩ rằng trời Phật thánh tiên đã trông thấy khiến mình hổ thẹn. Thêm khiếp hoàng không quên sửa phần, làm thân tâm tinh tấn hằng ngày. Cũng như người bước khúc đường dài, không nể mỏi mới là tới chỗ. Nhược bạn gặp những điều tai khổ, lòng dội nao ắt sự không thành. Từ nay đây cô bác chị anh, nên nhớ lấy cuộc trần mắm mèo. Nếu chẳng gấp sửa mình trong trẻo, chừng lâm nguy khó nổi tu hành. Lại tưởng ngày đại quả đau binh, thiếu phước đức thân mình khó giữ. Đừng để tội thế gian luật xử, đừng tạo nhớ dân chúng khinh cười. Phải rèn xong những việc tốt tươi, nên dồi lấy mọi câu chân chánh. Xung quanh mình có luôn Phật thánh, thường hộ trì những kẻ lương hiền. Dẫu rằng thân gặp lúc trung chuyên, thành tâm niệm Phật ngài cứu rành. Khuyên nhau kể từ nay đạo chánh, nên dồi mài chớ có nan lòng. Phải lặng tâm thoát khỏi bể hầm, được về đến nhà tiên của Phật. Lời khuyên nhủ đây là sự thật, mong chư hiền hãy ráng sửa mình. Sửa mình cho được sáng trong thêm, khỏi nỗi lao lung, khỏi ác điềm. Kịp đến kỳ thi thi của Phật, chiếm xong bản thường đặng đệ tên. Từ đây cuộc thế não nề sạch, trong tâm trí mới về cõi tiên. Hồng trần là chốn đảo điên, mê si tâm ấy là xiềng xích thân. Hễ sống được bốn điều ân, thì người được sống ấy hầu gần Phật tiên. Còn lo đeo đặng trần duyên, xa vào đường ác triền miên khổ sầu. Khuyên người hãy gánh đạo màu, và tưởng ơn trên mãi chẳng âu việc đời.
Ngày kia ắt được thánh thời, có hòa liên đến chực mời đăng tiên. Không còn chịu nổi lao phiền, ngàn muôn kiếp hưởng vô biên lạc nhàn. Bây giờ tạo nghiệp thế gian, phải đền khổ nào chớ than chớ phiền. Chi bằng trao sữa cho hiền, ngày kia ắt được tỏi miền thiên thai. Khỏi còn chịu khổ trần ai, được xem cho biết điên đài người xưa. Bây giờ việc quấy răng chừa, thì ơn trên giúp cho vừa ý mong. Việc đời tâm nổ quyết không, còn điều đạo đức chờ trong kiếm tiền. Lời khuyên đây cùng dứt xong lời, gợi nhân lẽ hiền khắp mọi nơi. Nam nữ trao lòng không để ngớt, mãi chiều gặp hồi được vui chơi. Hãy tìm cho được khiếu linh quang, chói anh kim liên một sắc vàng. Đó mới đăng tiên và chứng quả, không còn hệ lụy cõi trần gian. Ngày 30 tại ngôi Tây An cổ tự. Kính chào tất cả đồng đạo nam nữ. Hễ mỗi lần vọng tưởng là mỗi lần như bôi vết lọ trên tấm gương trí huệ. Càng nhiều vọng tưởng thì càng nhiều vết lọ, làm cho trí huệ của người thêm tối đen mờ ám. Nhân đó mới nhận thức sai lầm, khiến cho các việc làm tội ác tuần tự sanh ra. Điều này đối với kẻ tu hành rất đại kỵ, mà luôn luôn cứ đem tư tưởng chánh đáng để trấn định, làm cho tâm hồn trong sạch, thần trí sáng suốt, lần lượt đến chỗ toàn giác toàn minh. Giả chăng người muốn đạt đến trí huệ mà tim ốc cứ nghĩ suy điên đảo, lo tính dối mị, ngàn điều muôn việc trần tục giao chập mãi, thì có chút thanh tịnh nào đâu mà mong mở trí huệ cho được. Bởi thế cho nên, hễ người đàn áp được vọng tưởng của mình, tức là đến chỗ sáng suốt an vui. Trái lại, bị vọng tưởng nó đàn áp thì đó là nguyên nhân dắt mình đến chỗ mờ ám và đau khổ. Thưa đồng đạo, hôm nay tôi xin giảng về ba điều khổ của kiếp chúng sanh, để mỗi người được thêm tự tính, tự nguyện và tự lực theo đường đạo lý, diệt sạch tà tâm, hầu đạt đến quả hạnh cao cả. Ba điều khổ ấy là: một, khổ phùng khổ; hai, luân hành khổ; ba, biến hoại khổ. Một, khổ phùng khổ là chúng sanh mang thân ngũ uẩn, đã chịu nổi già yếu, bệnh hoạn chết chóc, lại còn phải thêm cảnh thù oán gặp nhau,
thương yêu xa cách, ham muốn không được và các phiền não. Hừng hãy mỗi ngày, không lúc nào lòng được hoàn toàn rảnh rang vui vẻ. Hai luân hành khổ lạ, chúng sanh đã chịu khổ của thân ngũ uẩn hành hạ, lại còn thêm gặp phải khổ cảnh thiên lưu di chuyển của thời tiết. Nào khi nóng quá, lạnh quá, mưa quá, gió quá, và lục bão khô hạn, bao việc trái ngược dồn dập cho thân, chẳng khác nào kẻ tội nhân đương chịu cuộc điều tra khốc liệt, sắp xô đẩy con người đến cái chết thương tâm. Ba biến hoại khổ là chúng sanh đã chịu hai nỗi khổ của xác thân lẫn ngoại cảnh, thêm còn chịu nỗi khổ của quả đất trong lúc biến hoại. Vì rằng quả đất cũng có hạn lượng, không thể trường tồn vĩnh viễn được. Một khi hạn lượng của nó đã hết, các nhân duyên cấu hợp đến lúc lìa ra thì nó sẽ tiêu diệt ngay. Chừng đó những lầu son gác tía chức trọng quyền cao của chúng sanh đã công đào tạo đều bị ảnh hưởng theo đó mà chung chịu sự tan thương như nhau cả. Vậy thử nghĩ, trong lúc đó những điều sang trọng còn có giá trị gì nữa mà ngày nay cả muôn người đều đeo đuổi nó, lại nở tay tàn sát lẫn nhau để mưu chiếm lợi lộc về mình, cho ra điều bất nhân vô nghĩa. Chi bằng hiện giờ mỗi người hãy yêu thương lẫn nhau, dìu dắt đỡ nâng nhau trên đường tu hành đạo đức chân chánh, để giúp nhau chung hưởng cõi đời phúc lạc. Dẫu ngày kia quả đất có biến hình đi nữa, cũng còn có thể nhờ lấy duyên lành ấy mà khiến nhau được tồn tại, hay đã mạng chung cũng còn hy vọng vãng sanh về cõi cực lạc Tây Phương. Chừng ni sẽ hoàn toàn toại hưởng sự lợi lạc thiên nhiên, không còn biến diệt nữa. Hỡi đồng đạo, dù không nói ra, toàn thể chúng ta cũng nhận hiểu ngay sự thay đổi nhân sanh trong một ngày mai là ngần nào, vì chúng ta thải đều nhuần gọi giáo lý của Đức Thầy. Được Đức Thầy cho biết rõ việc đạo lý quyền cơ, thì phiên giảng hôm nay tôi chỉ nhắc lại cho đồng đạo nhớ rõ và hăng hái theo dõi con đường lành, hầu ngày kia khỏi cuộc nguy nạn, tớ Thầy gặp gỡ mới toại lòng nguyện ước của chúng ta đã mấy thu qua. Tóm tắt, đại ý của bài giảng này là kể rõ ba điều khổ của chúng sanh như đã khổ còn gặp khổ, khổ vì sự ngoại cảnh ngang trái bất ngặt, và khổ lúc quả đất biến hình. Cái khổ ấy chẳng ai tránh khỏi và không thể không có được. Mỗi người hãy tự tu chân chánh, tự tạo phước điền, hầu nhờ ân đức từ bi của chư Phật gia hộ cho mình khỏi kiếp phù sanh, về nơi cảnh an nhiên bất diệt vậy. Trong nẻo tu hành lấy đức tin mua vàng, cõi Phật phải hy sinh. Lao lung dầu có là thường sự, miệng khiến cho lòng được chánh minh. Chánh minh từ nói đến khi làm, lung đổi hành vi khác kẻ phàm. Tuần tử ngày nay qua tháng nọ, một lòng đạo đức cố dình kham. Dình kham sẽ được đạo liên hoa tươi sáng, đài châu biết mấy toàn. Vinh diệu ở đây
không biên hoài hỡi người tinh nguyện hỡi đàn nan. Đàn na thâm thiết việc tu thân khuya sớm luôn lòng giữ chánh chơn. Hai buổi dựng hương không trễ sốt lo chỉ cách Phật với xa thần. Xa thần ấy cùng tại nơi ta tu tịnh lòng không được thiết tha. Chỉ tưởng đầu hôm khuya lại bỏ nên không gần Phật cứ gần ma. Gần ma khổ thầm lâm nhân sanh lôi kéo con người biết mấy manh. Nhân đó muôn ngàn lao lý khởi khiến người chịu khổ tử cùng sanh. Sanh tử ngày nay quyết dứt xong nếu ta không tập ác nơi lòng. Sớm chiều quay thành về nhân thiện sẽ được ngôi vàng ân sắc phong. Sắc phong ân trên Phật vị danh còn đây chỉ tạm khúc lanh quanh. Nếu ai mê luyện tan hồn xác chọn lọc nơi lòng hỡi chị anh. Anh chị đời nay có phước duyên chẳng qua đã lâm nghiệp nhân hiền. Bây giờ hỏi ngộ vì tiên Phật không khéo sau này phải đau điên. Đau điên lầm không thoát quỷ yêu cũng lôi đưa đầy mấy mươi chiều. Tỉnh ra nước đã kề bên hầm chừng ấy khó gần canh thuẫn yêu. Thuẫn yêu ngày kia rõ mặt rồng khỏi vương lao ly bưởi chan bồng. Hiện giờ đen trắng còn chung chả sao chọn một màu rạng núi sông. Núi sông hùng vĩ một ngày gần nhờ ơn quái linh các cựu thần. Vừa khiến vừa ra tay chân chỉnh để làm rõ mặt của tiền nhân. Tiền nhân khi phách trội lân ban chỉ tiếc con cháu quá rộn ràng. Hấp thụ Âu Tây công kích cựu đành xa phải miền của Hồng Lan. Hồng Lan chụp nuốt giống rồng tiền khéo khiến cho thân khỏi xích xiềng. Kêu phải muôn đời ôm khôi hận đâu rồi bổn phận của thiên liêng. Thiên liêng cao khiết trỗi vàng dân hãy gắn vào tâm một chữ cần. Xôm tội đeo lòng
chung lần hiểu mặt dầu phải chịu lắm lần khấn. Lần khấn có thờ được trừ tiêu chứng mới cùng nhau toại sớm chiều trên dưới đầm tình lo dần nước không còn kẻ ngã lẫn người siêu. Ngã siêu cùng bời thế thời đưa có lắm điều đem quá thích ưa nên khiến những người tâm dị cảm dễ xuống lưới rập mi khó xa chừa. Xa chừa chỉ định ở người tu nhận thức trần gian vốn ngục tù. Khi đến làm sống sống bổn phận thiện chúng coi Phật trở ngao du. Ngao du thành thú khắp cùng phương chẳng bằng chi đời biết ghét thương. Tùy nghiệp tùy duyên ra giao quả xong rồi trở lại chỗ an khương. An khương vừa cành lẫn người tiên khỏi hẳn bao nhiêu cái tội khiến. Mắt thấy tai nghe thông sáo cõi từ bi phương tiện độ nhân hiền. Đồng đạo từ đây hãy giữ lòng dẫu rằng lao lý gánh gìn sống. Ngày kia thầy tớ cùng nhau họp đến đó dưới trên mới thỏa lòng. Thỏa lòng xa cách mấy thu quá nay được cùng chúng hiệp một nhà. Kể lại chuyện xưa muôn khắc khổ rồi reo cười lần với muôn hoa. Hỡi đầm đảo từ nay trao trẻ ngần ngại chỉ mãi mỉa thoái đời. Âu răng sắc mặt vui tươi để toàn bổn phận giúp người được thôi. Học chi kẻ ngoài môi thông thạo mà trong lòng chánh đạo chẳng cần. Đời đừng sợ kẻ bất nhân chỉ nơi người thiện cho cần là xong. Sợ phải gặp trời long đất lở lo chỉ riêng chỗ ở miếng ăn. Tin rằng có cuộc sơn băng để xoay máy tạo cho bằng thuận yêu. Còn gặp cảnh điều hiếu điền địa bởi lòng người bốn phía gian ngoan. Phải mau đổi cuộc trần hoàng mới là định rõ bức màn thần tiên. Hỡi đầm đảo chữ hiền đeo đằng dầu lao lung cũng chẳng đổi thay. Lẽ rồi sẽ gặp ngày mai là ngày vinh hạnh mặt mày trung lương. Nay mắt phải nhà thương thử thách hầu nhận ra ai được chân tu.
Nếu không pha ngút mây mù, ác thân phải chịu muôn thui thảm sầu. Đợi chờ khi trong lầu thúc dục, rồi tu hành đâu chút nào xong. Bây giờ trước phải ra công, sao rồi được hưởng thỏa lòng khát khao. Hỡi đồng đạo cùng nhau toan liều, này chữ hiền ráng hiểu chánh chân. Trước sau giữ vẹn tâm thần, không giờ phút để xa lần Phật tiên. Gặp cửa đảo tiền duyên đã có, trễ quá rồi e khó trong thai. Bây giờ vừa miệng vừa tay, làm điều lợi chung ít rài cho dân. Chớ ngồi mãi riêng thân niệm Phật, khinh việc nhân chẳng giúp chút công. Phật nhân liệu lấy cho xong, đức kia đã đủ mà công cũng tròn. Nay cuộc thế hao mòn đã lâm, xem rồi ta hãy gẫm mà toan. Bốn phương chừng tiên nổ vang, đổ mình cho khỏi mơ màng chim bao. Liệu thân được không vào bể khổ, bằng chẳng sông la đổ nhanh rơi. Kéo bóng héo rụng người ơi, Phật tiên ân xá cho đời lắm phen. Nay chẳng sớm đua chen nền đào, để muộn rồi sốc sao không xong. Hãy nên tinh sạch nơi lòng, hãy nên tìm viết nghĩa công giúp đời. Tu từ chỗ dùng lời chân chánh, lẫn việc làm có tánh vị tha. Nói gương đức Phật Thích Ca, quên lo riêng việc nơi nhà mình đi. Để cùng giúp muôn loài hạnh phúc, ấy mới làm được chút từ bi. Cuộc đời còn lắm khuynh nguy, biết làm hào nghĩa không gì quý hơn. Nay gặp phải lắm cơn loạn trì, rõ chở đời vị kỳ quá ư. Mình toan lấy việc thiện từ, lòng luôn treo thẳng gương màu khắp nơi. Phải nghĩ việc muôn người là trong, riêng một mình ấy giống tục lưu. Ai ôi nói Thích Ca mau, tâm kia trong sạch không cầu vị danh. Muốn cho được lòng thanh như tuyết, làm lợi dân chẳng thiết sang giàu. Mới làm gương sáng đồng bào, cũng tinh hồn xác ngày sau nhẹ nhàng. Khuyên đồng đạo đối đàn hải tình, từ nay đầy chấn chỉnh thân tâm. Đừng cho ngoại trước nhiễm xâm, đừng cho kẻ bao rủ cầm được ta. Phải tự chủ để mà tiến tới, sau này mình gặp hỏi thần tiên.
sâu chung lắc lẻo con thuyền, miễn rằng dừng lại chí nguyện cũng xong. Lời khuyên đồng đạo dư lòng, tuy nay giảng ngắn và mong dồi dào. Đến đây đã dứt tiếng gào, sĩ thanh kính để lời chào đồng môn. Đồng đạo sau khi lắng những lời ra về khuyên chớ, chớ buồn rơi. Hồn kia lẫn xác cùng tinh tấn, mới khiến sau này được thành thơi. Tháng chạp ngày rằm tại ngôi Tây An cổ tự, hai bên nam nữ giữ yên lòng, nghe rõ diệu quyền khỏi luôn công. Mọi lẽ siêu nhiên đây mới nhắc, mong người tự tình sớm thì xong. Chào tất cả đồng đạo nam nữ, lần giảng này kể như lần chót năm Quý Tỵ. Để ôn lại bao lần giảng qua, hôm nay tôi xin đề cập ngay vấn đề khắc kỷ đúng theo đạo đức, bằng cách là nhắc cho đồng đạo nam nữ tự tránh bốn điều ấy, để có thể làm cho mình, mặc dù sống trong thời loạn ly, chẳng những mình không làm việc lỗi lầm mà cũng khỏi bị ảnh hưởng các ngoại lực lôi cuốn đến mất bản thiện, trở lại tác động theo việc hung ác như mọi người. Bốn điều ấy là: một, thấy quấy; hai, nói quấy; ba, ý nghĩ quấy; bốn, kết bạn quấy. Một, thấy quấy là theo cái thấy của phường Sở Khanh, cái thấy của anh Đạo Chích, cái thấy của bọn Bàn Hồng. Những cái thấy này toàn là nhơ nhớp tội lỗi hèn hạ nhất trong xã hội. Như cái thấy của phường Sở Khanh thì không có một sắc đẹp nào mà bọn chúng không tìm cách chọc rửa. Mặc dầu việc làm ấy thương tổn đến luân lý và thường bị xã hội nhòm gớm, miễn là được thỏa thích nhục dục. Cái thấy của anh Đạo Chích thì không có một đồ vật của ai mà chàng không tâm định rình rập để lấy về làm của mình. Mặc dầu những hành động này không những làm khổ cho kẻ khác mà họ cũng phải sợ sệt trốn tránh luật pháp luôn, song anh vẫn làm mãi. Cái thấy của bọn Bàn Hồng thì không có một ngai vị vua chúa nào mà lũ chúng không muốn mon men chiếm đoạt. Mặc dù những hành động ấy lịch sử chê đè, thiên hạ khinh miệt, song vì tham vọng quá cao khiến họ phải làm liều. Hai, nói quấy là theo lời nói của bọn du hồn Bí Trọng, lời nói của cha con Trương Sĩ Quý, lời nói của nàng Phi Lan. Những lời nói này toàn là những lời đâm thập dối gian, bội phản, thường bị mọi người nguyền rủa nhiếc mắng. Lời nói của du hồn Bí Trọng
thì không có một đấng trung thần nào mà họ không mưu sát để được tự do, tác phúc, tác oai. Mặc dầu họ vẫn biết việc ấy vô nhân đạo, nhưng lòng quá ham hố bạc vàng mà không bỏ được. Lời nói của cha con Trương Sĩ Quý thì không có một nhân tài nào mà bọn chúng không muốn im ẩn đoạt công. Mặc dầu chúng vẫn biết việc làm ấy tàn nhẫn và đáng hổ thẹn, nhưng lòng bất nghĩa của họ vẫn ngang nhiên thi thố mãi. Lời nói của nàng Phi Lan thì không một tình nhân nào mà không bội phản, nghĩa là hẹn trước quên sau, thay đen đổi trắng mãi. Mặc dầu những hành vi bạc bẽo này không được người kính chuộng mến yêu, song vì tham tài mà vẫn thản nhiên phụ nghĩa. Ba, ý nghĩ quấy là ý nghĩ của một anh ghiền, ý nghĩ của cô điếm, ý nghĩ của người cờ bạc. Những ý nghĩ này toàn là ý nghĩ phá sản, tự sát, làm chết mất tất cả thân danh thể thống của đời sống con người mà xưa nay đã có lắm lời châm ngôn cảnh tỉnh, nhưng đó vẫn truyền nhiễm mạnh vào xã hội chẳng khác bệnh dịch. Ý nghĩ của anh ghiền thì miễn được uống cho cay đã mồm, hút cho khoái tạng ốc, mặc dầu phải ăn trước trả sau, mắt thục môi chì, danh dự chìm sâu trong hắc ám, nhưng vì sự ghiền gặp thâm nhập trong cốt tủy mà anh không thể trừ bỏ được. Ý nghĩ của cô điếm thì miễn được thỏa mãn nhục dục, có tiền bạc thật nhiều đặng ăn chơi xài phí, tha hồ cho bướm ghé ông lui, chài đi rớ đậu, coi chữ tiết trinh như rơm rác và bất cần sự cười chê rẻ rúng của người đời. Ý nghĩ của người cờ bạc thì thua chén này còn gầy chén khác, nợ nần vay hỏi tư tung, sớm có kẻ đến đòi lôi lưng, chiều có người hâm sẽ níu áo, bán sạch quần áo mình còn lột đến chuỗi kiền của con vợ, thậm chí cầm luôn đất cúng, cố cả nhà thờ mà lòng không biết tủi nhục với tổ tiên. Hạng người này sẽ là nguyên nhân của bao nhiêu tội lỗi cướp giật, trộm cắp, đánh lừa, kẻ dại, xoán đoạt của người mà chẳng chịu ăn năn hối cải. 4. Kết bạn quấy là theo lối kết bạn của Trịnh Hâm, Bùi Kiệm, kết bạn với Triệu Khuôn Dẫn, kết bạn với Tào Tháo. Những người bạn này toàn là hậu hoạn cho ta cả, mà vẫn còn thấy nhiều vết đen trong truyện sử. Bạn như Trịnh Hâm, Bùi Kiệm thì không lúc nào trung thành với người bằng hữu, mà chỉ vì lòng tự ái nhỏ nhen đành xuống tay hạ bạn. Bạn như Triệu Khuôn Dẫn thì háo sắc đắm men mà vô tình giết bạn, nhất là người bạn đáng quý có kỳ công trong đất nước. Bạn như Tào Tháo thì không lúc nào chẳng nghi ngờ bằng hữu, dù người bằng hữu có thiệt tâm tiếp đãi, song khi lòng đã nghi ngờ nơi bạn thì vẫn giết không cần tìm rõ thực hư. Những điều đã kể trên đây toàn là những việc quấy đáng tránh, nhất là giữa lúc loạn ly, các trường hợp bất thường xảy ra thì ta cần nên tránh xa hơn nữa. Tóm lại, bốn điều quấy này hoàn toàn trái ngược tinh thần trung trinh tiết nghĩa và cũng không hợp lẽ từ bi bác ái của nhà Phật. Kẻ học đạo như chúng ta, nam cũng như nữ, đều phải quyết tâm cự tuyệt không để phạm một khoản nào. Song muốn trừ được bốn điều ấy, ta cần phải lấy cái đạo làm gốc thì an mọi việc. Vì cái đạo tỉ như yến sáng to lớn bằng muôn ngàn mặt nhật, có thể soi phủng phá tan được tất cả u tối. Ngoài ra, nếu ta dùng cái đạo mà cư xử việc thiên hạ thì chắc chắn dẹp tan các mối vô nghĩa bất công, tảo trừ mọi điều thương luân bại lý, và chính con đường tu niệm của ta cũng tiến đến mức cuối cùng. Hỡi đồng đạo,
Thuở xưa Đức Phật Thích Ca có thệ rằng, nếu ngày nào còn một chúng sanh chịu khổ ở cõi Ta Bà thì Ngài không vui nhập Niết Bàn. Song tâm trạng chúng sanh hiện giờ quá hung hăng xảo trá, do nghiệp tội ấy mà phải chịu luân hồi thống khổ mãi như thế, thì bao giờ Đức Phật được thông thả nhập Niết Bàn? Với điều ấy, không riêng vị Đức Phật Thích Ca mà ngay như Đức Thầy chúng ta hiện nay cũng thế. Ngài thệ đến chừng nào bể trầm luân khô cạn sáu đường, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Nhưng than ôi, sáu đường luân chuyển còn đang chầm chất uế nhơ, ba nẻo thăng trầm hiện thấy dẫy đầy tội ác. Cứ như thế mãi thì biết chừng nào Đức Thầy trở về nơi cõi thanh tịnh được. Bởi thế cho nên chúng ta cảm động đến nguyện lực cao sâu, từ tâm rộng lớn của Đức Phật, Đức Thầy, mà tự mình ráng tu tịnh, đoạn trừ các việc tà mỹ xấu xa, cho cõi đời của chúng ta không còn tội lỗi. Được như thế thì Đức Phật, Đức Thầy mới có ngày an lòng mà hồi vị. Chúng ta thấy chăng, vì lòng bác ái chưa chan, thệ nguyện sâu dày mà hiện giờ Đức Thầy của chúng ta vẫn còn xa cách phương nào? Sự sống được yên không? Có được ăn mặc đầy đủ hay phải thiếu thốn? Và trong lúc sớm chiều có được người thành tâm hậu đãi hay phải chịu cảnh hiu quạnh ngồi đợi sự hoạch định của thiên công? Nếu chúng ta thường tưởng đến đời sống cam go của Đức Thầy thì phận mình đâu dám sung sướng qua lẻ, chè rượu xình xoài, áo quần lè loẹt, hoặc vì sự ích kỷ mà tạo tội nhất thất thái quá, nghĩ rằng Đức Thầy đã có đức rộng phước dư quả cao công cả mà còn chưa vui hưởng sự sung sướng thay, huống chi chúng ta thuộc kẻ môn nhân của Ngài. Hơn nữa là hạng phàm tục hạ căn, phước mỏng nghiệp dày, có công hạnh bao nhiêu mà tận hưởng lắm điều sang trọng thái quá, làm cho tội lỗi trước chưa đền xong mà các nghiệp xấu hiện nay thêm gieo rắc. Như thế tránh sao khỏi ác quả trả lại cho thân chịu nổi thiên lao vạn khổ. Giả chăng sự đầu thai của chúng ta không phải mới kiếp này, mà là đã ngàn muôn ức kiếp có thừa. Trong thời gian trường đại ấy, đã có vô lượng chúng sanh phát bồ đề tâm tu hành chứng đến bậc bất thối, không còn mắc trong nẻo khổ tử sanh. Trái lại, chúng ta cứ mê đắm lục trần, say sưa ngũ dục cho đến ngày giờ này mà vẫn còn đứng trơ trẽn ở cõi thế gian. Như thế, nghĩ không hổ thẹn lắm sao? Thật ra, chúng sanh hiện cõi Ta Bà chẳng khác nào người đã sấn giữa bụi tre gai, bốn phía chằng níu, trên dưới phủ bao không phương cửa quậy. Muốn ra khỏi chốn ấy chỉ còn có cách phải lột bỏ áo lục trần, ném xong bầu ái dục, tất nhiên được thông thả mà thẳng về đến đài thất bảo của Như Lai. Cao nhà đạo màu lắm bớ ai, trâu dồi kéo phải nó mòn phai, trên đường dịu vời dầu gai ngành cũng dần đinh ninh có một ngày. Một ngày thầy tớ được hòa nhau, trên dưới cùng chung thỏa giả nào, không bận nỗi sầu như thế nữa mới là gia hành được
tăng cao. Tăng cao gấp bội hạ quân này, bước đến đời sau được thành thay. Lúc đó phong nghi đều chấn chỉnh, không còn loạn tác thề như nay. Để tóm kết bài giảng hôm nay, tôi khuyên đồng đạo trước nhất ráng trừ được bốn điều quấy đã kể qua. Kế đó phải thiết tha niệm tưởng lòng từ bi bác ái vô biên, lời thể nguyện độ tha vô tận của Đức Phật, Đức Thầy, và chót hết là nghĩ đến sự cứu mình, cứu cha mẹ tổ tiên, mà hăng hái tu hành cho được thiện mỹ. Lòng không nghi ngờ sự làm lành không được phước, làm dữ chẳng mang tai, mà là trong tâm hồn vẫn tin rằng trồng giống chi ăn trái nấy, không thể sai chạy. Giữ được như thế, dù ta không lao mình trong rừng bụi để tìm kiếm Đức Thầy, mà Đức Thầy cũng vẫn cho chúng ta gặp gỡ và tiếp độ chúng ta đồng sang qua bỉ ngạn. Cuộc đời lao khổ không lường, hầm trần khuyên chớ vấn vương bụi đời. Khá nên nghe rõ mọi lời của người đạo đức đôi nơi tỏ bài. Nghĩ thương Đức Phật công dày ngàn xưa cứu độ muôn loài hàm linh. Nguyện rằng còn một chúng sinh chịu điều thống khổ chưa đành an vui. Đức Thầy thề cùng một lời, sao đường khổ cạn mới hồi cõi thanh. Thương Thầy không thể yên mình, cõi trần cứ mãi đem tình đổ than. Với thêm ta nghĩ thân ta ráng tu để cứu ông bà từ thân, khỏi vòng lao lý trong trần, để mà có dịp giữa gần Phật tiên. Hồng gian là chốn điên liên, sáng hèn đều cũng não phiền như nhau. Chỉ còn có việc quý cao là điều đạo đức trĩa trao mây chiều. Nếu như kẻ được công nhiều thì là kết quả mai chiều vinh vang. Còn người hành đức búa tràng thì là ắt được niết bàn đau lai. Với thêm một mực thẳng ngay trên đường chánh đáng miệt mài sớm khuya, nhắc cậu ăn giấy bỏ bìa, được thân sung sướng vội lìa tổ tâm. Của Thầy đã ấn vào lòng, mà ai chẳng nhớ để hồng sửa trao. Hung hăng như đã mài dao, tuy không thấy hại càng hao mòn lần. Hiện lành như thể vườn xuân, tuy không thấy lớn mỗi tuần mỗi tươi.
thơm tho cả đẹp mọi người, dầu ai cũng phải có lời ngợi khen. Sự tu cần phải sách đèn trao dồi cho kỹ kéo quen đạo màu. Hiểu rành đạo pháp từ câu, rồi sao chọn lập ngõ âu chuyện lành. Sự tu dầu phải nhọc nhằn, ấy là xa được quả mình xưa kia. Cũng do khổ nhọc sớm khuya, mà công quả được ngày kia thêm nhiều. Đạo đồng hải thuận một chiều, cùng thương nhau để dắt dìu đường ngay. Không nên vì chữ tiền tài, nỡ đành phụ nghĩa luôn hoài công tu. Ngầm coi ít kẻ công phu, trí căn cạn cỡ đường tu lỡ làng. Mặc dù kể sám độc gian, nhưng lòng chưa quyết khó toan đắc thành. Đức thầy dạy phải làm lành, mà ta làm giữ báo thành là sao? Những điều tươi đẹp quý cao, lại là nở bỏ chẳng trao vẹn mình. Cứ đeo theo việc hối tân, bị người nhòm nhùa mà mình chưa ê. Phật là giác chúng sanh mê, trừ mê nếu được thì về Tây Phương. Không còn oan nghiệt vấn vương, lại thêm thần biến mọi đường lao thông. Chừng ni thì rất thỏa lòng, tiếng bề đổ chúng cứ xong giúp đời. Đâu còn lao lục trần giới, chỉ còn tự tại cả đời thần tiên. Đạo đồng ơi gánh chỉ nguyện, biết tu ấy cũng thiện duyên có nhiều. Nhưng người không khéo phải tiêu, thì muốn kiếp nữa cũng liều như không. Nay khuyên hãy ráng sửa lòng, mà mỗi lần nghe giảng mỗi hầm gắn ghi. Một là khỏi luôn cũng đi, bỏ làm lợi ích việc chi của mình. Hay là thêm được đức lành, trong giờ nghe giảng lối mình tạm ngưng. Chú tay chăm mắt tâm ngừng, không còn vọng tưởng ngoại trần nữa đâu. Thứ ba nghe được nhiều câu, gầm suy cho thâu ngõ hầu phá mê. Được xong ắt lúc thầy về, chúng ta sẽ được một bài ngưỡng cung. Hết còn dân cảnh lao lung, cũng không bận việc khuấy bung như vậy. Đạo đồng ơi gánh từ đây, giảng cơ lần chót năm này đã xong. Bước qua giáp ngọ chuyển công, mở trường quân luyện kẻ lòng thiệt tu. Hiểu rành những việc công phu,
với thêm chân lý phá mù lòng ta. Cầu chưa tỏ rạng đạo hòa cũng là một dịp cõi nhà tốt sinh, làm cho kẻ khác hiểu mình thích cả đồng một hết tình nể câu. Lại thêm hiểu lẽ nhiệm màu của ông hòa hảo Tân Châu cứu trần, mới là mạnh miệng mạnh chân, vừa lời tán tụng vừa thân với mình. Để mà dò xét chân tình, ngõ hồng quay lại với mình đồng tu. Chừng ni đạo pháp hết lưu, cửa thiền rộng mở chắc cù quá lòng. Nay còn lắm việc lắm dòng, bởi thầy xa cách thêm vòng lửa binh. Nên chi lắm kẻ nửa tin, nửa còn ngờ hoặc việc mình chưa nông. Từ nay khuyên hại chí công, lại thêm chi sức làm sống mọi bề. Đạo đồng trong đức thầy về, về để thưởng phúc với mọi bề xuê sang. Hay về phát tội dở gian, nếu mình tâm chữa sửa an một bề. Khuyên nhau hãy ráng quay về, con đường chánh tín mới kề Phật tiên. Quyền linh các vị rõ duyên, của người phàm tục trong miền trần ai. Nhất là thấu triệt kỳ này, bao nhiêu tà giáo đua tài tranh phân. Đạo đồng không khéo sửa thân, nhất là không được tinh thần mạnh lên. Thì là không thể vững bền, phải đành xa ngã theo nền quỷ ma. Lời đây rất đổi thiết tha, kể cỡ điều dòng hiền hòa nhủ khuyên. Những mong nữ tính nam thiền, lòng kia như thể thanh tuyền chảy xuôi. Ta lành thầy mới được vui, nếu ta hung mãi đâu nguôi lòng thầy. Trong đời vẫn biết nhiều loài, có trung có nịnh chúa cai trộn trà. Nhưng mình đã gặp Phật gia, nếu còn để lọt cửa ma uống mình. Phải cần một chí mà dình, theo thầy cho đến bỏ mình cùng cam. Được may có Phật giáng phàm, hữu duyên dân chúng miền Nam được gần. Ấy là có dịp thoát trần, nếu không trì chỉ e phần tuổi thêm. Đạo đồng gặp khổ như nêm, mấy năm đã lắm chưa tìm nhân ông. Nhưng ngôi nhiều giả nhiều lòng, thì càng tai ách lắm trong đạo trường. Kẻ thì muốn viết rau tương, người thì chè rượu cùng đường nhà nhơi. Kẻ thì ham thú vui chơi, còn người lại muốn tị đời để tu.
ngâm ra thì quá lũ bu, trong nền đào thấy còn lũ quá nhiều. Nhờ đông phong thổi thuận chiều, thánh đường đạo pháp thoảng chèo tới nơi. Không còn là úa hoa rơi, hết còn chịu nắng mưa đời khách khe. Đảo đồng hải lắng mà nghe, cùng chung một nhịp để khoe gương màu. Kìa kìa tiếng trống nam lầu, dục lòng sanh chung tính bầu rượu say. Không còn bận cuộc trần ai, trực nhìn mới thấy điện đài từ bi. Chuyện xoay khắp cả ba kỳ, địa hình tuy nhỏ sao thì lớn ra. Tuy nhiên phải chịu phong ba, phong ba mãn cuộc mới ra thanh bình. Đạo đồng ơi cứ giữ mình, năm này ôn lại việc lành bao nhiêu. Nếu như lẽ thiện chưa nhiều, ráng làm năm tới thêm điều tốt hơn. Đôi lời biển bạch nguồn cơn, đến đây xin dứt lui chân đạo đồng. Giang đã dứt rồi hãy cứ lui, đi ra mà vẫn phảng phơ mùi. Lẽ quyền lý diệu càng thêm đường, năm tới chúc cầu lâm truyền vui.